50 triệu mua được 8.0 AL, chào bán đáp án công khai trên mạng xã hội TikTok. Muốn giao dịch phải nhắn tin qua Telegram, ứng dụng giúp người bán bảo mật thông tin. Không chỉ cam kết, người bán còn chuẩn bị sẵn và gửi tài liệu nêu rõ các gói đáp án. Muốn mua thì phải tin, đồng nghĩa phải chuyển khoản trước 50%, nhưng đến khi chuyển tiền đặt cọc, mọi liên lạc đều không thể thực hiện. Cái nhu cầu của học sinh, sinh viên cần đến đáp án trước ngày thi IELTS rất là nhiều. Mình ham muốn được có điểm cao, điểm tốt mà không cần phải học nhiều. Đấy, thế nên là cậy vào đấy người ta lừa đảo mình. IELTS một bài thi khá là chính xác và luôn luôn là được cải tiến, luôn luôn có những cái mã đề mới. Cho nên nếu mà chúng ta học tủ, học mẹo hoặc là mua đáp án thì cái việc đấy nó không có đảm bảo được cái khả năng thành công ở trong phòng thi cao này. Chúng ta phải nâng cao trình độ tiếng Anh thực chất, không quá quan tâm đến những cái yếu tố về đề. Các bạn phải chuẩn bị trong một thời gian rất là dài, xuất phát từ việc là chúng ta tăng cái kỹ năng nghe và đọc. Thí sinh mua bán đáp án trước giờ thi, chứng chỉ hay mọi hành vi gian lận khác đều bị nghiêm cấm. Người thi chứng chỉ IELTS cần tự chuẩn bị tốt kiến thức, không nên tìm cách gian lận thi cử, đặc biệt tìm mua các đáp án trên mạng vì rất dễ trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.